Trong video này, chúng ta sẽ nói về định lý Bayes. Định lý Bayes là một trong những định lý quan trọng nhất trong xác suất thống kê. Nó có vai trò quan trọng trong các khám phá khoa học và có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Bạn sẽ hiểu được cách để tư duy theo kiểu Bayes và ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí sau video này, bạn sẽ biết tại sao các bác sĩ, luật sư cần phải hiểu về định lý Bayes để không bị mắc sai lầm. Xét một ví dụ như sau, một loại dịch bệnh có 1% số người mắc phải, nghĩa là cứ 100 người thì có một người mắc căn bệnh này. Các nhà khoa học tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy vậy, loại xét nghiệm này có sai số và nó không dự đoán chính xác trong mọi trường hợp. Đối với những người mắc bệnh, xét nghiệm có độ chính xác là 95%, nghĩa là nếu một người thực sự mắc bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả là dương tính trong 95% số trường hợp. Đối với những người không mắc bệnh, độ chính xác là 90%, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả là âm tính trong 90% số trường hợp. Giải thích một chút về thuật ngữ. Dương tính tức là xét nghiệm chuẩn đoán bị bệnh, âm tính là chuẩn đoán không bị bệnh. Như vậy, bạn có thể thấy rằng đây là một xét nghiệm có độ chính xác tương đối tốt. Độ chính xác là 95% và 90% tương ứng với người bị bệnh và người không bị bệnh. Một câu hỏi được đặt ra như sau. Nếu một người đi xét nghiệm và có kết quả là dương tính, khả năng mà người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu? Bạn có thể dừng video lại và thử trả lời câu hỏi này. Đây có vẻ như là một câu hỏi đơn giản, nhưng đáp án của nó có thể làm bạn ngạc nhiên. Hai nhà kinh tế học là Kahneman và Tversky đã đưa ra câu hỏi trên với một nhóm các bác sĩ có kinh nghiệm trên 15 năm. Một phần lớn các bác sĩ đều cho rằng khả năng mắc bệnh sẽ là 95%. Tuy vậy, đây là một câu trả lời sai. Các bác sĩ đã sai vì không biết đến định lý Bayes và ứng dụng của nó. Thực tế thì câu trả lời là rất khác biệt và có thể làm bạn ngạc nhiên. Tôi phải nói trước là xác suất này sẽ không phải là 95%, cũng không phải là 90%, mà sẽ nhỏ hơn khá nhiều. Nó sẽ chỉ bằng 9%. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tính toán ra con số này. Hãy gọi A là biến cố, người được xét nghiệm là bị bệnh. Biến cố là một khái niệm để chỉ một sự kiện có thể xảy ra. Như vậy, PA bằng P bị bệnh bằng 1%. Trong đó P là ký hiệu của xác suất. Công thức này có nghĩa là xác suất một người bị bệnh sẽ bằng 1%. Đây được gọi là xác suất không điều kiện. Nếu tôi chọn ra ngẫu nhiên một người trong dân số thì có 1% khả năng người đó mắc bệnh nếu tôi chưa có xét nghiệm gì cả. Chúng ta ký hiệu A ngang là biến cố đối của biến cố A. Biến cố đối là biến cố ngược lại với biến cố A. Như vậy biến cố A ngang sẽ là người được xét nghiệm là không bị bệnh. P của A ngang bằng 99%. Tổng xác suất của A và A ngang phải bằng 1 vì đó là hai khả năng duy nhất có thể xảy ra. Một người chỉ có thể là bị bệnh hoặc là không bị bệnh. Gọi B là biến cố, kết quả xét nghiệm là dương tính. B ngang sẽ là kết quả xét nghiệm là âm tính. Đó là vì âm tính và dương tính là hai kết quả duy nhất có thể xảy ra. Bây giờ hãy nhìn vào những người bị bệnh, đó là khi biến cố A xảy ra. Với một người thực sự bị bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả là dương tính trong 95% số lần. Nó sẽ dự đoán chính xác người đó bị bệnh với xác suất là 95%. Vậy thì 95% là xác suất để xét nghiệm là dương tính nếu một người thực sự bị bệnh. Đây được gọi là xác suất có điều kiện. Chúng ta có thể ký hiệu là P của B với điều kiện A bằng P của xét nghiệm dương tính với điều kiện bị bệnh bằng 95%. Dấu gạch đứng trong công thức này thể hiện phép lấy điều kiện, đọc là lấy điều kiện. Chúng ta sẽ giới hạn tính toán xác suất trên tập hợp những người bị bệnh mà thôi. Vậy thì con số 95% này có phải là đáp án cuối cùng cho câu hỏi không? Đây là khi mà sai lầm có thể bị mắc phải, các bác sĩ có kinh nghiệm trên 15 năm vẫn có thể bị nhầm. Bài toán hỏi rằng xác suất để một người bị bệnh nếu kết quả là dương tính bằng bao nhiêu? 95% là xác suất dương tính nếu bị bệnh. Nghe có vẻ là giống nhau, nhưng thực ra là trái ngược nhau hoàn toàn. Đây chính là sai lầm của các bác sĩ, nhầm lẫn hai khái niệm với nhau. P của A với điều kiện B bị nhầm với P của B với điều kiện A. Như vậy, PA bằng P bị bệnh bằng 1%. Bây giờ, hãy nhìn vào những người bị bệnh, đó là khi biến cố A xảy ra. Với một người thực sự bị bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả là dương tính trong 95% số lần. Chúng ta có thể ký hiệu là P của B với điều kiện A bằng 95%. Có 5% khả năng còn lại, kết quả xét nghiệm sẽ là âm tính. P của B ngang với điều kiện A sẽ bằng 5%. Đó là vì với một người bị bệnh, kết quả xét nghiệm chỉ có thể là âm tính hoặc dương tính, nên hai xác suất này cần phải cộng vào với nhau bằng 1. Tương tự với những người không bị bệnh, với một người không bị bệnh, kết quả xét nghiệm sẽ là âm tính trong 90% số trường hợp. Như vậy, P của B ngang với điều kiện A ngang bằng 90%. Từ đó chúng ta có thể suy ra P của B với điều kiện A ngang sẽ bằng 10%. Như vậy, đây là toàn bộ mô hình cây để mô tả bài toán. Bây giờ chúng ta cần tìm xác suất của A với điều kiện B. Đó là xác suất để một người bị bệnh nếu kết quả là dương tính.
Vì chúng ta biết rằng kết quả xét nghiệm là dương tính, chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến những kết quả mà trong đó B xảy ra. Đó là các kết quả ứng với hai nhánh là A và B xảy ra, hoặc A ngang và B xảy ra. Xác suất có điều kiện P của A với điều kiện B có thể là tính toán bằng cách đặt ra câu hỏi: trong các trường hợp mà B xảy ra, xác suất để A cũng xảy ra bằng bao nhiêu? Vì vậy, xác suất này có thể được tính như sau: P của A với điều kiện B sẽ bằng P của A và B cùng xảy ra chia cho P của B xảy ra. Đây được gọi là công thức xác suất có điều kiện. Tử số của công thức này, P của A và B cùng xảy ra, chính là nhánh ứng với biến cố A và B xảy ra của mô hình cây. Để tính ra xác suất này, chúng ta đơn giản là nhân xác suất theo đường đi của nhánh cây bằng 1% nhân 900%. Còn mẫu số thì sao? P của B bằng bao nhiêu? Kết quả dương tính có thể xảy ra theo hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, A và B cùng xảy ra, nghĩa là bạn thực sự bị bệnh và xét nghiệm là dương tính. Trường hợp thứ hai là A ngang và B xảy ra, bạn không bị bệnh và xét nghiệm là dương tính. Đó là khi mà kết quả xét nghiệm dương tính là bị sai. Xác suất đầu tiên đã được tính ra là 1% nhân 900%. Xác suất thứ hai tương tự sẽ được tính bằng cách nhân xác suất theo mô hình cây. Xác suất để A ngang và B xảy ra sẽ là 99% nhân 10%. Như vậy, P của A với điều kiện B sẽ bằng P của A và B chia cho P của B. Có thể viết tiếp là bằng P của A và B chia cho P của A và B cộng P của A ngang và B, và sẽ bằng 1% nhân 900% chia cho 1% nhân 900% cộng 99% nhân 10% và bằng 9%. Trong đó, P của A và B có thể được tính toán bằng cách nhân xác suất là bằng P của B với điều kiện A nhân P của A. Tương tự, P của A ngang và B sẽ bằng P của B với điều kiện A ngang nhân với P của A ngang. Từ đó, dạng tổng quát của công thức Bayes sẽ là P của A với điều kiện B sẽ bằng P của B với điều kiện A nhân P của A chia cho P của B với điều kiện A nhân P của A cộng với P của B với điều kiện A ngang nhân P của A ngang. Hãy lý giải rõ hơn, nếu như kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính thì kết quả đó có thể đến từ hai khả năng. Khả năng đầu tiên là bạn thực sự bị bệnh và xét nghiệm là dương tính. Xác suất của khả năng này sẽ là 1% nhân 900% bằng 0,95%. Khả năng thứ hai là bạn không bị bệnh nhưng xét nghiệm bị sai và trở về kết quả là dương tính. Xác suất của khả năng này sẽ là 99% nhân 10% bằng 9,9%. Trong ví dụ này, khả năng thứ hai có khả năng xảy ra là cao hơn. Rất có thể kết quả dương tính của bạn là do bạn không bị bệnh và xét nghiệm bị sai. Vì vậy, kể cả khi kết quả xét nghiệm là dương tính, bạn vẫn chỉ có một khả năng nhỏ là thực sự bị bệnh. Điều này là do căn bệnh này là rất hiếm gặp. Hãy nghĩ theo một cách khác, nếu chúng ta chưa có thông tin gì cả, một người bất kỳ sẽ chỉ có 1% khả năng mắc bệnh, đó là xác suất không điều kiện. Trong khi đó, nếu kết quả là dương tính, khả năng bị bệnh của người đó sẽ tăng lên bằng 9%. Khả năng bị bệnh đã tăng lên gấp 9 lần so với trước khi xét nghiệm. Việc độ chính xác của xét nghiệm là tương đối cao đã làm tăng khả năng mắc bệnh lên nhiều lần. Nhưng vì xác suất ban đầu là rất nhỏ, chỉ là 1%, khả năng mắc bệnh sau khi xét nghiệm dương tính sẽ là không quá cao. Như vậy, với những căn bệnh hiếm gặp, xét nghiệm cần có độ chính xác cực kỳ lớn để có thể chắc chắn bạn thực sự bị bệnh. Một cách khác là các bác sĩ có thể dùng nhiều loại xét nghiệm hơn hoặc nhìn vào những triệu chứng khác của bệnh. Chẳng hạn, nếu cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả là dương tính, khi đó chúng ta sẽ chắc chắn hơn là người đó thực sự bị bệnh. Hãy nhìn lại về công thức Bayes. Trong công thức này, biến cố A là thứ mà chúng ta quan tâm. P của A được gọi là xác suất tiên nghiệm, là xác suất ban đầu của A khi chúng ta chưa có thông tin gì cả. B là biến cố chứng cứ, là những thông tin mà chúng ta thu thập được. P của A với điều kiện B được gọi là xác suất hậu nghiệm, đó là xác suất của A đã được điều chỉnh sau khi có được thông tin mới của B. P của B với điều kiện A là xác suất nhận từ chứng cứ nếu như A xảy ra. Phần mẫu số của công thức này có thể được chứng minh là bằng P của B, là xác suất của chứng cứ xảy ra. Cần phải chia cho B vì chúng ta giới hạn tính toán của mình trong điều kiện các chứng cứ xảy ra. Như vậy, công thức này có thể được viết lại đơn giản hơn như sau: P của biến cố quan tâm với điều kiện chứng cứ sẽ bằng P của chứng cứ với điều kiện biến cố quan tâm nhân với P của biến cố quan tâm chia cho P của chứng cứ. Xác suất hậu nghiệm được điều chỉnh dựa trên xác suất tiên nghiệm và khả năng xảy ra của chứng cứ. Bạn có thể nghĩ đến công thức này giống như cách suy luận của Sherlock Holmes. Ban đầu, khi chưa có thông tin gì cả, Sherlock Holmes sẽ đưa ra một xác suất tiên nghiệm về khả năng phạm tội của nghi phạm. Sau đó, ông ta sẽ đi tìm những bằng chứng và chứng cứ. Nếu các chứng cứ chứng minh rằng nghi phạm là có tội, Sherlock Holmes sẽ tự tin hơn về khả năng phạm tội của nghi phạm đó. Định lý Bayes cho chúng ta một cách làm một cách có hệ thống
để cập nhật được niềm tin của chúng ta về một vấn đề dựa trên niềm tin ban đầu và những thông tin mới. Xét một ví dụ khác, một ví dụ rất nổi tiếng về một sai lầm xác suất trong xét xử. Khi nhìn vào một vụ án, cái chúng ta quan tâm là xác suất nghi phạm là vô tội dựa trên các bằng chứng có sẵn. Một sai lầm là nhìn vào xác suất bằng chứng xảy ra nếu nghi phạm là vô tội. Hai xác suất này có thể bị nhầm lẫn với nhau. Một ví dụ là vụ kiện của Sally Clark, một ví dụ thực tế và là một câu chuyện rất đáng buồn. Sally Clark là một phụ nữ người Anh, có hai người con đều bị tử vong đột ngột sau khi sinh. Họ gọi đây là SIDS, hội chứng đột tử sơ sinh. Bà ta bị kết tội là đã sát hại con của mình. Lý lẽ của bên khởi tố như sau: giả định Sally Clark là vô tội, xác suất để một người con bị tử vong do SIDS là 1/8500. Có xác suất là 1/8500 người con sẽ bị tử vong do SIDS mà không phải do bị sát hại. Nhưng bà ấy có hai người con và đều bị tử vong. Như vậy, khả năng để cả hai người con đều bị tử vong do SIDS sẽ là 1/8500 nhân với 1/8500 bằng 1/73 triệu. Một con số cực kỳ nhỏ. Vì vậy, điều này không thể xảy ra trong thực tế và Sally Clark là có tội. Sai lầm đầu tiên ở đây là cho rằng có thể nhân xác suất với nhau. Chúng ta chỉ có thể nhân hai xác suất nếu như hai sự kiện là độc lập với nhau. Hai người con có đặc tính di truyền giống nhau nên tính độc lập không được thỏa mãn. Có thể có một yếu tố gen nào đó gây ra tử vong cho cả hai người. Mặt khác, kể cả khi chúng ta chấp nhận phép nhân xác suất, lý lẽ của người khởi tố vẫn bị sai do nhầm lẫn về xác suất có điều kiện. Cái mà chúng ta quan tâm là xác suất người mẹ vô tội với điều kiện hai người con tử vong, chứ không phải là ngược lại. 1/73 triệu là xác suất hai người con tử vong với điều kiện người mẹ vô tội, và đó không phải là cái chúng ta quan tâm. Để tính toán xác suất người mẹ vô tội với điều kiện về bằng chứng, chúng ta cần dựa vào định lý Bayes. P của người mẹ không sát hại con với điều kiện hai con tử vong sẽ bằng P của hai con tử vong với điều kiện người mẹ không sát hại con nhân với P của người mẹ không sát hại con và chia cho P của hai con tử vong. Trong công thức này có sự xuất hiện của xác suất người mẹ không sát hại con, đó là xác suất tiên nghiệm, khả năng để người mẹ sẽ không sát hại con của mình khi không có thông tin gì khác. Hầu hết những người mẹ trên thế giới đều rất yêu con của mình nên xác suất này sẽ rất gần với 1. Điều này khiến cho xác suất hậu nghiệm sẽ tăng lên, khả năng người mẹ vô tội sẽ lớn hơn. Tôi sẽ không đi vào tính toán cụ thể, nhưng bạn sẽ thấy rằng xác suất này sẽ chắc chắn không phải là 1/73 triệu. Mặc dù vậy, Sally Clark bị tuyên bố là có tội và phải dành nhiều năm trong tù. Sau đó, những luận điểm về định lý Bayes được đưa ra và bà ấy được thả tự do. Tuy vậy, Sally Clark mất vài năm sau đó vì những khốn khổ phải gánh chịu. Vụ án này đưa ra những cảnh báo và khiến hàng trăm vụ án khác phải được xem xét lại. Đây là một ví dụ mà sai lầm xác suất có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra, định lý Bayes cũng được sử dụng rất nhiều trong khoa học máy tính và machine learning. Một thuật toán thông dụng được sử dụng trong machine learning có tên là Naive Bayes. Đây là thuật toán mà Google sử dụng để xem một email gửi vào hòm thư của bạn có phải là email spam hay không. Thuật toán này sẽ đánh giá dựa trên nội dung của email. Chẳng hạn nếu các email có các từ kiểu như khuyến mại, đô la, click vào đây, thì email đó sẽ có khả năng cao hơn là một email spam. Để kết thúc video này, hãy thử làm một bài tập nhỏ. Giả sử dựa vào dữ liệu trong quá khứ, người ta thấy rằng có 10% số email là spam. Người ta cũng thấy rằng 40% số email spam sẽ có chứa cụm từ là click vào đây. Trong khi đó, với những email không phải spam, chỉ có 2% có chứa cụm từ này. Nếu một email mới được gửi đến và có chứa cụm từ click vào đây, xác suất để đây là email spam bằng bao nhiêu? Ok, hãy để lại bình luận của bạn về đáp án của bài toán để so sánh với người khác. Và bây giờ, nếu bạn gặp một bác sĩ và người này nói với bạn rằng anh ta chẳng dùng thuốc toán học nào trong công việc hàng ngày, hãy tỏ ra e ngại khi anh ta chuẩn đoán bệnh cho bạn.